Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 2 trong sách giáo khoa học sinh học 8, trang 146, đề bài như sau. Em hãy giải thích vì sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi. Như các em đã biết thì biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi, tức là cơ thể không giữ được thăng bằng. Do đó thì những người uống rượu bia sẽ ảnh hưởng đến chức năng của tiểu não. Sau đây cô và các em sẽ cùng đi luôn vào lời giải chi tiết. Những người say rượu chân nam đá chân chiêu là do rượu đã ảnh hưởng đến hoạt động của tiểu não. Tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng của cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu thì bước đi không vững. Như vậy cô và các em đã trả lời xong câu hỏi số 2 trong sách giáo khoa Sinh học 8 trang 146.